Trong cái chỗ này người ta sẽ yêu cầu các bạn tính tiền điền đồ thế này thế kia nữa. Bài này nhiều dạng lắm ha. Xong hết chưa các bạn nha? Sống giờ Huy, sống giờ Dương, sống giờ Ngân. Chị Ngân nên là out rồi. Tiếp tục. Một bếp điện hoạt động liên tục trong 2 giờ ở hiệu điện thế là 220V. Khi đó số chỉ của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Thì lưu ý khi này thầy nói cái gì? Một số điện thì chính là bằng 1 kWh giờ, tức là bằng 3.600.000 joule nha các bạn. Đấy, tính lượng điện năng mà bếp sử dụng, công suất của bếp và cường độ dòng điện chạy qua bếp. Như vậy ở đây là có 3 ý: thứ nhất là điện năng, thứ hai là công suất, và thứ ba là cường độ dòng điện. Thì mình cứ làm y chang. Thứ nhất, điện năng tiêu thụ. Điện năng tiêu thụ ha. Đơn giản là A lấy số điện đây này nhân với 3.600.000 là 1,5 nhân với 3.600.000 ra được bao nhiêu joule nhé. Đó. Tiếp theo, ý thứ hai, đó là công suất điện hoặc là công suất tiêu thụ ha. Công suất tiêu thụ. Các em sử dụng cho thầy công thức là P bằng A chia cho T nhé. T ở đây là mấy đó ạ? Nhớ là bằng cái gì nè? A ở trên nha các em. Đưa xuống ha. T ở đây là 2 giờ. Nhiều em là không có đổi giây, cho nên là nó sai. 1 giờ thì bằng 3.600 giây. Được chưa? Trên này thầy hạ xuống luôn. Là 1,5 nhân với 3.600.000. Ở đây có chỉ ra hai số 0. Bỏ hai số 0. Rồi bấm tiếp. Ra đơn vị là watt. Hoặc là tính được bao nhiêu ở trên này. B xuống ở đây là xong. Để cho các em nè, đơn vị là watt nhé. Tiếp theo nè. Cường độ dòng điện. Ta có gì? Cường độ dòng điện. Các bạn có P bằng U nhân với I ha. Cho nên suy ra I thì bằng P chia cho U. Thế vào ha. U là 220 này. Những con số có rồi thì thầy ghi lại. Những con số chưa có thì các bạn tính. Rồi, được bao nhiêu? Đơn vị là ampere các bạn. Thầy hai bạn này tính sao? Rồi, A bằng 540. Mấy con số 0 đây? 245.
Zero, zero, zero. Sáu chứ. Hai. Bốn, năm. Rồi. Để xuống ha. Năm, bốn, zero. Đó, được 750 W, 3,4 ampe. Rồi, ok các bạn. Đó, rồi thôi, được chưa? Trước. Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? Nhớ, đơn vị của điện năng là joule. Joule hay còn được là tính theo kiểu gì nào? Newton trên mét nha các bạn. A bằng F nhân S. Newton nhân mét ha. Hoặc là bằng kilowatt giờ nữa các bạn này. Hoặc là mã lực nữa cơ. Thằng này đúng này, đơn vị joule này. Newton sai. Kilowatt ha. Kilowatt giờ đúng này. Số đếm của công tơ điện chính là kilowatt giờ đúng không? Cho nên cũng đúng này. Ở đây đơn vị Newton là của lực nhé các bạn. Của lực cho nên là chọn cho thầy đáp án là B. Số đếm của công tơ điện chính là điện năng mà gia đình đã sử dụng nha. Điện năng, dụng cụ để đo cái điện năng chính là công tơ điện. Cho nên là công tơ điện dùng để là gì đó? Cái số đếm á, là dùng để là cho biết cái điện năng mà gia đình đã sử dụng. Đó, được đo bằng dụng cụ nào? Công tơ điện nha các bạn. Cái hình dạng của công tơ điện này thì nhiều. Nhưng mà công dụng là chỉ có đo cái điện năng tiêu thụ thôi đấy. Tiếp tục. Một cái đoạn mạch. Cách trình bày các bạn biết chưa? Một, trình bày theo hàng ngang. B. Hai. C ha. Ba. B. Cho nó tiết kiệm cái gì đó. Cái vợ và đồng thời là gì đó. Nó gọn gàng nè, dễ đọc nè. Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào cái hiệu điện thể U thì dòng điện chạy qua nó là I và công suất là P. Về điện năng tiêu thụ của đoạn mạch này trong thời gian T thì được tính theo kiểu nào? A bản chất ha. A chỉ là bằng gì các bạn? Bằng P nhân với T. Và bằng cái gì nữa các bạn nhỉ? P thì bằng U nhân với I đúng không? Nhân với T cho nên là chúng ta chọn đáp án là D. Ngoài ra được tính theo U bình phương trên R nhân với T hoặc là bằng I bình phương nhân R nhân với T nữa nhé. Đó, đó là các cái công thức. Một bóng đen y chang cái ví dụ số 3, số 4 gì đây. Một bóng đen này có ghi là 220V 100W, có nghĩa là 220V là hiệu điện thế để đèn hoạt động bình thường và 100W là công suất tiêu thụ của đèn khi hoạt động giữa cái hiệu điện thế là 220V.
biết trung bình mỗi ngày á là đèn này sử dụng 4 giờ. Vậy trong 30 ngày thì điện năng tiêu thụ sẽ là bao nhiêu? 30, chúng ta có thời gian T này. Yêu cầu là 30 ngày. Mà một ngày á, là sử dụng 4 giờ. Một giờ á, thì 3.600 giây. Đó là cách tính thời gian ạ. Đơn vị là giây nhé các em. Đó. Một một ngày thì các em sử dụng là 4 giờ. Vậy 30 ngày sẽ là 30 nhân 4. Mà một giờ á, thì 3.600 giây. Được chưa? Bây giờ điện năng tiêu thụ do nó được mắc vào cờ hiệu điện thế đến mức luôn. Tức là 220V này. Cho nên ở đây A có thể được sử dụng theo công thức là P nhân với T. Tức là bằng 100W nhân với cái thời gian các bạn đổi ra. Thì ra được đơn vị sẽ là watt. Nhưng mà ở đây là thấy là kilowatt giờ hết đúng không? Cho nên là gì nào? Các bạn phải đổi sang kilowatt giờ. Mà từ watt sang kilowatt giờ thì khi nãy thầy nói gì nào? Ra được kết quả bao nhiêu rồi? Thì chia cho thầy là 3.600.000 thì nó sẽ ra được số kilowatt giờ. Thì bóng đèn thì là những con số này thì thực sự là quá lớn để cho một cái bóng đèn với cái gì đó, với cái công suất 100W. Cho nên mạnh dạn ở đây là thầy đoán là 12 kWh. Đó. Còn các bạn là phải tính ha. Thầy mình dàn đoán như vậy đó. Đó, thầy lại quên quay. Đó, câu A thì các bạn sử dụng là R bằng U bình phương chia cho P bằng 12 bình phương chia cho P là 6. Thì còn lại là 12 nhân 6, 12. 12 nhân 2 là 24W đúng không? À 24 ôm ha. 6636 00 6 nhờ 3 6318 216 ha. Đơn vị là joule. Đấy, được chưa các bạn? Một bàn la được sử dụng đúng hiệu điện thế đến mức trong 15 phút các bạn thì tiêu thụ rồi nha, tiêu thụ thì các bạn tính gì nè, các bạn đã có công ha, là công A là bằng gì nè, 720 kilojoule, các bạn phải đổi ra joule nha, tức là bằng 720 k thì thêm cho thầy là 3 số 0 à, thì ra được đơn vị là joule. Rồi 15 phút này chúng ta đổi ra giây cho thầy nhé, là bằng 15. 1 phút là 60 đúng không? À, 6 5 30 0 nhờ 3 9, 900 đúng không? 900 giây. Rồi, được chưa? Cho nên bây giờ suy ra công suất này. Công suất không biết thay đổi đúng chưa đấy. Công suất thì P bằng A chia cho T bằng 7200 5 số 0 đúng rồi, 24 chia cho 900 2 số 0, 2 số 0 bỏ, 9 nhân 8 72 đúng không? À, 8 0 0 phải không ta? Đó. À, hợp lý luôn các bạn. Bàn la thì thông thường thì công suất nó từng đó đó. B. Cường độ dòng điện chạy qua. Y thì bằng bằng P chia cho U nhé. P chia cho U các bạn. Tức là bằng 800 này. Chia cho 220 này. Cái này thì không nhầm được đâu. Các bạn nhầm giúp nhé. Chia cho 2 thì được 40 phần 11. Rồi cái này tính giúp thôi. Không nhầm được.
Tiếp theo, điện trở à? Ồ. R bằng gì hả? U bình phương chia cho P nào? U bình phương là 220 bình phương chia cho thầy 800, đơn vị là ôm nha các em. Thông thường cả cái đơn vị này này, các em động ngoặc giúp cho thầy cho chắc. Một khu dân cư có 500 hộ gia đình. Trung bình mỗi hộ sẽ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện là 120W. Hỏi công suất trung bình của cả khu dân cư. Đơn giản thôi. Cứ 500 hộ đúng không? Mà mỗi hộ là sử dụng một ngày là 4 giờ với cái công suất điện. Thì cái này không cần tính gì nhiều. Công suất trung bình. Đó là P trung bình. Thì các bạn cứ lấy gì là 500. Mỗi hộ dân thì sử dụng một cái công suất là 120. Vậy 500 thì là nhân với 120 thôi. Được chưa? Ra đơn vị là watt nha các bạn. Mỗi ngày thì sử dụng 4 giờ. Vậy câu B thì như thế nào? Mỗi hồ sử dụng 4 giờ. Vậy là chi đó? Ở đây các bạn lưu ý. Cái này rất là dễ sai. Ở trên này các con đã tính cái P trung bình cho cả hồ dân rồi. Đúng không ạ? Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta sử dụng cái P trung bình này để tính cái điện năng mà khu này sử dụng trong 30 ngày thì nhiều em sẽ sai chỗ này. Cái lỗi sai này. Sai đó là mình sẽ là dùng công thức á, là vẫn là P nhân T. Vẫn là P nhân T. À, nhưng mà T này á là cả con lại tính như thế này. P trên này tính ra bằng mấy cho thầy là 6. 12 nhân với 5 là 60. 60.000 watt đúng không? Phải anh các bạn. Đấy 60, 60.000. Như vậy đã sử dụng cái P trung bình rồi. Mà dưới này các bạn sẽ thấy là 60.000 nhân với 30 ngày là không sai này. Nhân với 30 ngày là không sai nhé. Mỗi ngày sử dụng 4 giờ là không sai này. 1 giờ là bằng 3.600 giây là không sai này. Nhưng mà ở đây này, chúng ta nhân với 500 hộ dân nữa là chúng ta sẽ sai. Sai là sai chỗ này. Do chúng ta đã tính P trung bình là tính là cho cả 500 hộ dân rồi. Các con hiểu không ạ? Cho nên ở đây là không có nhân với 500. Nha, các bạn lưu ý cho thầy chỗ đó. Rồi ra được đơn vị là bao nhiêu joule. Khi số joule quá lớn thì các bạn nên đổi sang kilowatt giờ. Nha, đổi sang kilowatt giờ. Đó. Bây giờ tính tiền điện. À, đổi sang kilowatt giờ thì một số rất là thuận tiện để tính cái gì luôn. Tính tiền điện. À, thì tiền điện thì bằng A mà tính theo kilowatt giờ là chính là số điện đấy các bạn, nhân với đơn giá ha, nhân với đơn giá. À, thì các bạn tính giúp thầy coi nào, trên này có phải là 60.000 không, rồi nhân lại nhé. Kết quả rồi đúng rồi Thương ơi. Rồi ra được là 720 kilowatt giờ. Anh Huy đâu hả? 5.040.000 đồng ha.
xong rồi thôi.